Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì phiên họp đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Theo đó, kế hoạch và đề cương giám sát lần này hướng đến mục tiêu xem xét, đánh giá đúng tình hình thực trạng, những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời giúp các thành viên đoàn giám sát, tổ giúp việc, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chủ động trong phối hợp thực hiện, giúp đoàn giám sát thực hiện có hiệu quả đầy đủ, đúng tiến độ trong hoạt động giám sát. Yêu cầu đặt ra là quá trình giám sát phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về cơ chế tự chủ tài chính. Việc giám sát phải đảm bảo thực hiện đúng mục đích, phạm vi và nội dung giám sát, đúng thời gian và tiến độ đề ra trong kế hoạch giám sát, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát.